Đúng rồi. Mời bạn khác đi ạ. Chắc là mạng của bạn thế nào một tí đấy cô ạ. Cô mời bạn Nam đi. Mr. Nam, Vương Văn Nam. Dạ. Công nghệ để làm cho bạn khỏe mạnh hơn. Một chương trình về các ứng dụng và cái từ Thiết bị. thiết bị ạ. Các ứng dụng và thiết bị để kiểm tra sức khỏe của bạn và vận động và sự vận động hàng ngày. Trong cái chương trình này thì ba người phụ nữ làm việc văn phòng ấy thì đã sử dụng công nghệ mới này cho 3 tuần và họ đã làm những gì và nó hoạt động như thế nào, nó đã hoạt động như nào. Đầu tiên thì nhà khoa học ở trường đại học là Glenn Rice đã cho những người phụ nữ này cho mượn thiết bị để đếm các bước đi của họ và một cái điện thoại đã được lập trình, tức là đã được lập trình đặc biệt để kiểm tra cái giấc ngủ của họ. Sau đó thì những người phụ nữ này đã quay trở lại với lại cuộc sống thường ngày của họ và sử dụng cái thiết bị để kiểm tra các bài tập của họ. Vào cuối của mỗi ngày thì nhà khoa học đã gửi cho họ một email với cái số bước đi của họ và ban đầu thì họ chỉ đi khoảng 5.000 bước nhưng mục tiêu thì là 10.000 bước một ngày. Tiếp theo thì họ kiểm tra cái giấc ngủ của họ vào mỗi tối thì họ đặt cái điện thoại ở trên giường và sau đó đi ngủ. Sáng hôm sau thì họ nhìn vào điện thoại và nhìn vào cái số giờ mà họ đã ngủ và cái độ sâu của giấc ngủ như nào. Cuối cùng thì ba người phụ nữ và Plain đã gặp lại nhau và nói về cái quá trình của họ thì tất cả những người phụ nữ nói rằng họ khỏe mạnh hơn và người thì cân đối hơn. Một người trong số đó thì nói rằng là cô ấy đã chạy khi cô ấy xem tivi và tất cả họ thì đều giảm cân và hiểu rằng nó tốt hơn và hiểu tốt hơn tại sao và khi nào họ sẽ ngủ ngon. Do vậy cái chương trình này đã chỉ ra rằng các cái thiết bị mới và công nghệ có thể giúp chúng ta thay đổi cái thói Lịch quen hàng trình ngày và trở nên khỏe mạnh hơn. dạ, và trở nên khỏe mạnh hơn. Ok, thank you. Ở đây các bạn chú ý cho cô là trong cái bài đọc này là sử dụng rất là nhiều các cái ví dụ như là chúng ta thấy có firstly này, kiểu như là chỉ dẫn, thế rồi là after that này, thế rồi là next này, rồi finally này. Đó, thì ở đây các bạn lưu ý là chúng ta để hướng dẫn dùng các cái instruction thì các bạn thường dùng các cái tần suất này theo cái mức độ xuất hiện từ đầu đến cuối ấy. Đúng không ạ? Trong bài này là bài nói về cái cách mà chúng ta sử dụng các cái thiết bị đó để check về cái routine hàng ngày của mình, gọi là người ta gọi là time sequencer, cũng như là các cái mức độ thường xuyên về một cái việc nào đó. Các bạn nhìn cho tôi sang cái phần tiếp theo. Ví dụ như là các bạn thấy ở trên các cái điện thoại của chúng ta bây giờ cũng có một số các cái app, ví dụ đo nhịp tim này, đúng không ạ? Để đo bước chân này. Xem một ngày mình đi bao nhiêu bước chân, mình đã có sự vận động đủ chưa này.
Thì cái bài này là chúng ta check cái cách sử dụng các cái tần suất đấy này và các cái động từ bất quy tắc. Các bạn lưu ý động từ bất quy tắc thì không có quy tắc, cho nên bắt buộc mình phải học thuộc. Nếu mà có quy tắc thì rất đơn giản, các bạn chỉ việc thêm đi. Còn bất quy tắc thì chỉ còn một cách duy nhất là các bạn làm bài tập nhiều thì nhớ vậy thôi. Thì trong cái link bài tập vừa rồi đấy, tôi có cho các bạn. Bây giờ các bạn nhìn sang cái phần bên trang phần nghe số tiếp theo này. Trang 71. Nghe nốt cho tôi cái phần này. 7A này. Complete the sentence with the correct form of the word in bold in exercise 6. Tức là trong cái bài tập số 6. Đây này. Chúng ta sử dụng cái từ để hoàn thành các cái câu từ 1 đến 10. Các bạn hoàn thành trước khi nghe. Chúng ta dành 1 phút để làm đi. Mẹ cứ tưởng con đi đâu. Các bạn nghe được chưa? Ok. One. Can you lend me your car for the weekend? Two. We watched basketball on TV last night. Three. Come here. I want to speak to you. Four. My colleague told me about a new restaurant in town. Five. Can you take this book to the library for me? Six. I'm lost, he said. Seven. When Jacek looked at his phone during the meeting, I got very angry. Eight. I didn't have a pen, so I borrowed one from my friend. Nine. When you come to the party,
Can you bring something to drink? 10. Let's go to the beach tomorrow. 11. Ok, chúng ta đánh lên ô chat cho cô xem nào. Now, listen again. Audio 7.9. 1. Can you lend me your car for the weekend? 10. Mất tiếng hả? À, từ từ để cô phải chia sẻ cái âm thanh nữa. Ok. Audio 7.9. 1. Can you lend me your car for the weekend? 2. They watched basketball on TV last night. 3. Come here. I want to speak to you. 4. My colleague told me about a new restaurant in town. 5. Can you take this book to the library for me? 6. I'm lost, he said. 7. When Jacek looked at his phone during the meeting, I got very angry. 8. Tiến nghe được câu 6 chưa đấy? Đấy, câu 6 vừa qua đấy. Nghe được chưa em? Set. Jacek looked at his phone during the meeting. I got very angry. 7. When Jacek looked at his phone during the meeting, I got very angry. 8. I didn't have a pen, so I borrowed one from my friend. 9. When you come to the party, can you bring something to drink? 10. Let's go to the beach tomorrow. Nào chúng ta xem check nào. Number one, come. À, number one là lend là mẫu rồi này. Number two là watch. Number three, come. Number four, tow. Đúng rồi. Number five, take. Number six, set. Number seven, look. Nhìn. Number 8, borrow, and number 9, bring. Number 10, là gì? Go, okay. Okay, hết cái phần bài ngày hôm nay. Các bạn dừng lại ở đây. Chúng ta mở cho tôi cái quyển két hôm trước là mình tra chữa đến bài, làm đến bài mấy nhỉ các bạn ơi? Test số mấy nhỉ? Bài đọc mình còn bài 3, bài 4 nữa cô ạ. Phần đọc bài 3, 4, test số 3, 4 của phần đọc. Các bạn thấy phần thi thế nào? Phần nghe chúng thủ cô hướng dẫn luôn cô ạ. Thế à, thế còn phần nào nữa?
Test số 3 và test số 4 là phần đọc của các bạn. Vâng ạ. Ok, bây giờ các bạn chỉ có lại luyện tiếp. Part 3 của bạn Dương. 14A, 15C, 16B, 17A, 18B. Đúng rồi, của bạn Dương, đúng rồi nhá. Part 4, 19C, 20C, 21A, 21A, Dương ạ. 21A hả cô? Đúng rồi, 21A. A very long way. 21 em sửa lại 21A. Nhá, còn path là lối mòn ấy. Cái lối mòn là cái, nó không phải là cái đường thông dụng. Ôi, 19, 19 là C hả cô? Hay là trouble ạ? Problem hay là trouble ạ? 19 là C. Problem ạ? À? Em cũng đang phân vân giữa trouble problem. Với problem là vấn đề hay là khó khăn. 19 là C, vâng. Problem. 19C, 20C, 21A, 22C. Các bạn ạ, 22C, cold. Cold the ship được gọi là, cái cold đây chúng ta dịch là được gọi là 22C và 23A, 24B. Các bạn sửa lại cái phần số 4. Cô ơi, cô có cái câu 22 ấy cô. Tại vì em phân vân giữa cái describe với cái call ấy. Nhưng mà nếu mà dùng cái describe thì gọi được miêu tả là cái the ship of the desert thì không được ạ. Còn đây là người ta gọi giống như cái tên ấy. Giống I am called Lâm Dương. Em được gọi là Lâm Dương. Dạ vâng ạ. Vâng, vâng ạ. Vâng, em hiểu rồi ạ. Còn miêu tả là người ta miêu tả chi tiết từng địa đặc điểm, từng tính cách, từng mọi cái chi tiết nhỏ. Đánh lại phần 4 cho các bạn đây, không các bạn đang nhầm. Em đánh phần 4 là sửa lại, đấy là mọi người biết. Phát số 5 nào. Phát số 5 của bạn Thùy Linh. Cô ơi, em bị nhầm cô. Em bị nhầm sang trang khác mà. Nhầm trang. Vâng, em bị nhầm trang. Bạn nào làm phần 5 rồi thì đánh lên cho bạn Thùy Linh cái. Ai làm phần 5 rồi nhỉ? Đúng rồi đấy. Chúng ta nhìn cái phần số 4 là phần fix kia là bạn Dương sửa lại nhá. Bạn nào làm phần 5 thì gõ lên nỗ chat cho cô xem nào. Do có đại từ không nhỉ? Cái này là tính từ sở hữu không có SC. Không vâng, ạ. Vâng, em đánh sửa đấy ạ. Vâng. Sửa lại cho cô 28-30 cho các bạn. Rồi. Ok. Còn phần viết này chúng ta về nhà viết nhé các bạn ơi. Tối nay nếu mà có thời gian thì chúng ta làm trước cho cô cái phần của test số 4 đi. Test số 4 và cái phần viết này thì chiều mai mình chữa cho nhanh. Chiều mai cái phần bài xong thì mình lại còn phải làm cái phần viết lại câu, công thức viết lại câu. Hôm trước tôi gửi cái file nhiều công thức cho các bạn đấy. Dạ. Chiều nay các bạn dừng ở đây được không? Vâng. Ok. Rồi. Nhưng mà Tiến nhắc cho cô các bạn cảm ơn cô ạ. Chiều nay có 38 người học mà cô điểm danh là phải điểm danh đủ ấy này. Thiếu bạn nào ấy nhỉ?